Xin hân hoan gửi lời kính chào tới toàn thể các bác ạ. Vâng, kính thưa các bác thân mến, và một clip tiếp theo trong buổi sáng hôm nay, buổi sáng thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2020, em xin được trân trọng làm một video để giới thiệu, quảng bá và chào bán tới các bác cùng tất cả quý anh chị em về sản phẩm những chiếc máy lưng tiếng hàng mới tinh nguyên xốp được mang trên mình thương hiệu Pearl. Và hôm nay nó sẽ có một cái giá rất tốt và cho những ngày sắp tới. Các bác thân mến, giá 1.800.000 đồng, em bao ship cho các bác kèm dây rắc đầy đủ một chiếc máy lưng tiếng có chất lượng tốt, chất âm hay và đặc biệt giá thành hợp lý. Linh kiện sử dụng đều là linh kiện tốt và linh kiện đắt tiền, vì vậy nó có độ bền cao. Và các bác thân mến, giá 1.800.000 sẽ áp dụng trong nhiều ngày tới và tới khi có thông báo mới. Thì như em đã giới thiệu rồi, đúng không ạ? Em đang chào bán chiếc máy lưng tiếng này thì có giá là 1.900.000. Nhưng trong những ngày tới thì cửa hàng em tạm thời ngừng dịch vụ tiếp và bán hàng tại cửa hàng. Vì vậy là em sẽ gửi đi cho các bác, nhưng cái giá gửi đi cũng chỉ bằng giá mua tại cửa hàng thôi. Đấy, để có một cái phong trào tốt nhất, đúng không ạ? Và ý thức của mỗi các bác khách hàng cũng như các anh chị em phải thực sự cao để phòng chống dịch bệnh Covid, hạn chế tiếp xúc gần và đặc biệt là không ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết. Vì vậy là em sẽ bán rẻ tất cả những sản phẩm mà hiện tại em đang có, đang chào bán với giá tốt nhất để các bác có thể ở nhà mà vẫn có thể mua sắm. Với những sản phẩm như những chiếc máy lưng tiếng này, em nhận ship code COD, các bác ở nhà gọi điện báo đơn hàng, đọc địa chỉ rõ ràng em sẽ gửi đến tận nhà, các bác nhận hàng, test và thanh toán các bác nhé. Giá thì rất tốt rồi đúng không các bác, giá tốt nhất trong mùa dịch này. Mời toàn thể các bác cùng anh em nghe tiếp chất âm, sau đó em sẽ tắt lưng và bật lưng, em thử cả phần tiếng ca. Các bác lưu ý, đây là những chiếc máy lưng tiếng hát có chất lượng tốt nhất trong thời điểm hiện nay và độ bền thì em khẳng định rất cao và chất âm thì nghe thì rất là chi tiết. Sau đó em sẽ mời toàn thể các bác cùng quý anh chị em xem về nội thất các bác nhé. Xin được chia sẻ, máy lưng tiếng khi lắp vào không phải để cho các tiếng nhạc nó to hơn, không phải để cho tiếng mic nó to hơn, mà để cho chất âm hay, chi tiết hơn, tiếng ca sáng hơn, nhẹ hơn, các bác lưu ý nhé. Và các bác thân mến, nếu như bộ sản phẩm karaoke hay nghe nhạc của các bác từ bộ đắt hay bộ rẻ, nếu như nghe cảm thấy chưa chi tiết thì hãy mua ngay một chiếc máy lưng tiếng hát này, chất âm thay đổi hoàn toàn. Thử tiếng mic cho toàn thể các bác của anh em nghe và kiểm chứng các bác nhé, kiểm chứng thử. Lì 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 một 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 hai ba bốn sáu sáu bảy lì lì. Em sẽ ra tắt thử máy lưng tiếng các bác nghe thử nhé. Các bác thân mến, với cách đấu của cửa hàng đó là ví dụ các bác có vang, có lưng, có đẩy thì từ thiết bị đầu tiên đấu vào vang, từ vang xuống lưng, từ lưng xuống đẩy, bởi vì nó là cái máy lưng tiếng hát, các bác lưu ý nhé. Lên 1 2 3 4, đây là không có lưng nhé, không có lưng, và đây là có lưng. Lên 1 2 3 4, và đây là không có lưng. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Các bác vừa được test chất của bộ mic BBS S329GS tay màu vàng gold, giá cũng đang khuyến mại, giá tốt nhất trong mùa dịch các bác nhé.
Và em cũng xin giới thiệu luôn, tất cả những sản phẩm em đều bán giá tốt nhất trong mùa dịch này. Các bác sẽ cùng ngắm nhìn sơ qua về nội thất ruột gan. Một lần nữa, mời toàn thể các bác. Mặt nhôm phay CNC màu xanh nước biển, rất đẹp các bác nhé. Chữ in nét vào đây ạ. Cái đây mới là cái quan trọng các bác. Mặt mũi cũng chả quan trọng lắm, đây mới là quan trọng các bác này. Tất cả linh kiện, các bác nhìn tụ gốm này, tụ sứ này. Đấy, toàn là những cái dòng tụ đắt tiền. Đấy, tại sao lại có những chiếc máy lưng tiếng 700 hay 800, mà tại sao lại có những chiếc máy lưng tiếng 1.8, 1.9, 2 triệu? Là vì như này đấy ạ, vì linh kiện các bác nhé, đúng chưa các bác? Cũng như là một cân chả mực, tại sao có cân chả mực này chỉ có 150, mà tại sao cân chả mực ấy 500.000 các bác? Đấy, chênh nhau đến 350.000. Chủ yếu vẫn là nội thất và chất lượng thôi các bác. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, tụ hóa các bác. Đấy, toàn những con tụ hóa đắt tiền thôi. Các bác nhìn nó đã khôn rồi, nhìn đã chất rồi, đúng không ạ? Đấy. Cách kết nối em xin được nhấn mạnh lại. Từ thiết bị đầu tiên vào vang, từ vang xuống lưng, từ lưng xuống đập, đấy là cách đấu ở cửa hàng em. Còn mỗi người có một cách đấu khác nhau. Vang hiện tại cũng đang có giá rất tốt các bác nhá, 3 triệu đồng em bao ship, so với trước là 3.1 triệu, giá rẻ tất cả những sản phẩm trong mùa dịch. Và bộ sản phẩm em vừa test nhạc đấy các bác ạ, bao gồm một đẩy Beirut K8, một lưng tiếng, một vang GD và một đôi loa B3X12i. Chọn bộ này chỉ có giá khoảng trên 30 triệu đồng, có cả mic là khoảng 35 triệu các bác nhá, khoảng 35 triệu, trên 35 triệu. Đó. Và em xin phép gửi lời chào, hẹn gặp lại các bác ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.